Hàng vịt lại để cho xe ta đi qua. Quá trời nhiều luôn các bạn. Đây, hôm nay mình sẽ theo chân anh nè, một anh người quen của mình, để đi quay cảnh mà nuôi vịt của ảnh ha, cảnh lùa vịt đi ha các bạn. Giờ mình theo chân ảnh ha, mình hỏi xem là ảnh có hỏi xem cái cuộc sống mà chăn nuôi của ảnh như thế nào ha các bạn. Và mình nói chung mình cũng chưa biết cái nghề này các bạn ơi. Giờ mới bắt đầu đi ha. Và vạn sự khởi đầu nan luôn, đúng gọi là trơn quá, mình đi không được luôn. Thông cảm nha bạn. Lần đầu về quê quay cuộc sống miền quê thì mình thấy nó thú vị hấp dẫn, nhưng mà nó hơi khó khăn một xíu. Từ từ sẽ quen. Mà đặc tính của vịt á là nó hình như nó đi theo bầy theo đàn hay sao các bạn. Mình thấy nó nếu mà nó tách lẻ nó sẽ tách khoảng vài con hoặc là vài chục con, chứ không có, chắc đó là cái đặc tính của nó. Nhờ vậy mình có thể chăn nó theo đàn nữa các bạn ha. Đây, mình dí tới đàn vịt đó các bạn. Đó, nó đang bơi ngoài kia kìa ha. Đó, ảnh thì ảnh đứng vô trên bờ ha. Ảnh không có lội xuống nước giống như mấy con vịt đó. Ở phía bên phải mình là chim, đàn chim đang bay ha. Một cái cánh đồng lúa gọi là bao la bát ngát luôn. Sáng nay thì không có mưa, trời đẹp mà. Mình dậy xong mình bắn ở đây luôn, chưa có ăn sáng gì hết. Nó cũng hơi mệt tí, nhưng mà nó hứng thú mà. Lần đầu trải nghiệm lội ruộng ha, chăn vịt cùng với lại một người bản địa. Thì mình đang ở khu vực láng tròn Bạc Liêu nha các bạn. Đây con trai anh á anh. Cháu. Cái cháu hả? Đi theo phụ hả? Dạ. Tới đây là thả nó tự ăn thôi anh hả? À. Thả tầm bao lâu anh? Thả đây tới chiều 2 giờ tới 3 giờ tới kia. À, tức là anh đứng đây tới 3 giờ luôn hả? Vô nhà về, vô giống chừng lưới mình ra, giáp giống chừng là chừng chó, rồi ra cắn vịt đó, rồi ngồi có giống rồi đó, có chừng thôi. À. Chứ đâu đứng ngoài này đâu, gào lưới giáp giống gì đó. Ủa mà đất đây của mình mới gào được chứ đúng không anh? Đây của ở xóm của bà con xóm kiện, mình mua công mấy chục ngàn, rồi người ta nhầm người không lấy tiền, mình cho hộp vịt ăn gì đó. À, tức là mình mướn hả, mình thuê hả? À. Dạ. Người ta ít lấy tiền lắm, chỉ mình cho ăn rồi mình cho hộp vịt người ta ăn nhiều hơn người ta lấy tiền. À. Quen người ta không chỉ lấy tiền, người ta cho mình cho hộp vịt ta ăn. Mình đi đồng khác mình mua. Dạ. Đồng khác mua tổng cái 40 ngàn một chừng. Dạ. Chung gỗ một đồng không có gì nuôi đó, với giờ đi cũng bằng mướn thì bằng ngày có 200 ngàn người sống nổi. Dạ. Cực phải chịu chứ thôi. Cảnh nông thôn. Cái này của anh là hơn 1.000 đúng không? Bài này 2.001 mấy. 2.001 luôn. Nó là cái bài hôm qua nó núp trong kia. Ừ. Nhưng mà hôm qua em thấy còn như vậy đó, ở trong chuồng nó vậy ra, nó tản ra đông lắm. Dạ. Nó vô chuồng thấy hẹp thấy ít. Dạ. Vô chuồng thì nó hẹp, khu hẹp lại nhìn thấy ít, chứ ra ruộng nó tản hay gì đó. Ở ngoài đó có sâu không anh? Nó cũng nước cũng vậy thôi đúng không? Để lát hồi em lội ra em coi. Này cả đàn thì nó cho một ngày bao nhiêu trứng anh à? Lúc này nó thai lông mới đẻ là được 500-600 hộp à. Lên đồng nhiều khi nó thai lông rồi đẻ lại được cũng ngàn, cứ ngàn mấy, ngàn bảy, ngàn sáu rồi được. 2.000 con mà đẻ được 600 trứng. 600 trứng. Mới đẻ lại. 600 trứng anh giờ anh lấy trứng anh bỏ ra chợ hay là bỏ? Người ta mỗi lấy. Mỗi lấy hả? Bốn đi có người vô lấy đâu có đem cái chợ đâu. Dạ. Bốn đêm vô lấy. Anh bỏ cho mối giá được không anh? Giá được 31.000. Tại vô lấy tới nhà. 31.000 là 10 trứng hả? Dạ.
31.000 thì ra ngoài chợ cho họ bán 4.000. Tại em mua ở Sài Gòn thì là 4.000 chục. Mà hộp này nó về nó lấy nó lựa ấp có trống rồi nó ấp rồi nó mới lựa ra bán cho mình ra ngoài thôi, chứ nó đâu bán hộp mi si như này đâu. Dạng nó mua về nó lựa nó ấp hộp lộn đó với ra con đó. Dạ. Mà hộp nào không trống nó đem về chợ bán mình, còn hộp này nó ngon hơn chợ nhiều. Dạ. Hộp này để lâu không có hư, còn hộp kia nó mua về nhưng còn giữa. Dạ. Còn hộp này nó nguyên si nó không có giữa. Nó mới ra mà, nó mới ra đâu. Mà cái dịch này thì mấy ngày nó đẻ một lần anh à? Đẻ đêm nào cũng đẻ, nhưng mình có đồng đêm nào cũng đẻ chứ. Trời. Đẻ suốt gì đó, đẻ cũng vài tháng cái đầu nó hết đồng rồi, với nó lông nó xuống rồi nó khai lông chập cái chừng tháng mấy nó mới đẻ lại, điều gộ lại. Dạ. Vậy là ngày nào mình cũng được 600 trứng mình ăn. Cái chi phí mà nuôi tháp này là bao nhiêu ngày anh? Cái này nói chung đi đồng người ta thì chi phí nó nặng, đồng nhà thì không có tốn tiền nhiều, đồng nhà thì chỉ cho hộp dịch người ta một lần một chi rồi thôi, công nhiều khi chục công cho ta có bút nó chục hộp gì đó. Yeah. Hai ba chục hộp nhầm người, lấy hai ba chục hộp, bao chục hộp tùy theo người. Nhưng mà hôm qua em thấy anh cho ăn đội giỏ tôm gì nữa mà. Tại mình cho ăn thêm, mình cho mau đẻ lên, thấy hộp có giá mình cho ăn thêm cho mau đẻ. Cái mua đó đắt không anh? Mua đó ký 2.000. Ký 2.000, giỏ tôm, đầu tôm nữa anh à. Cho ăn cả bầy 2.000 con vậy là cần bao nhiêu ký anh? Lúc này tại có đồng nó ăn, bỏ tập cái năng ăn, chưa quen, ngày có mấy chục ký à, 40 ký à. Nó còn đồng nó ăn mà ruộng nó no rồi, nó về ăn ít rồi, còn mà không có đồng thì ăn nhiều à. Yeah. Miễn không có đồng bầy ăn, cậu được cái 300-400 ký đầu tôm ký lên à. Tại vì ở trên ngoài ruộng này nó ăn có mồi sẵn, ốc sẵn rồi. Dạ. Rồi về nó không ăn nhiều nữa. 30-40 ký là ngày ra khoảng 100.000 tiền tôm mà. 100.000 đồ tôm. Đó bạn. Dịch này thì nó ăn tôm với lại nó ra đồng, nó ăn mấy cái con ốc sên đó bạn ha. Với lại ăn những cái thực vật xung quanh mỏm ruộng nè. Anh ở gần cái chú cái nhà bác bác ba bác Dũng, ba anh Dũng. Ba Dũng ba vợ à? Dạ. Là cậu ruột. Cậu ruột. Dạ. Em thì gần Tết em mới xuống đây. Xuống Tết đây cũng nằm dịch cũng nằm đồng nhà. Dạ. Ăn cái dệt lúa đó đó. Dạ. Đó dịch nó ăn lúa bên đây nha mà. Bây giờ sớm. Anh chăn nó tới khoảng mấy giờ là anh nghỉ? Ý là tới mấy giờ anh vô trong... Tại có cưng ở đây không? Tôi nãy khi vô rồi đó, nó đi gạo lưới coi chừng nhiều khi chuột nó cắn nó sập á, nhập dịch người ta đó. À. Gạo lưới rồi cái là vô ngồi dân võng nằm nghỉ tới chiều mới lụi về, 3 giờ, 2 giờ mấy 3 giờ lụi về. Vậy anh đi, để em đi theo cũng được. Đi dân võng đi. Tính... Nó đi dân võng là còn anh tính đi vô đem mua cơm cho nó ăn rồi. Dạ. Dạ. Dạ anh đi để em qua em quậy hàng cu. Đi lội đường này. Dạ dạ, lội thẳng qua bên đó luôn anh hả? Rồi em cảm ơn nha, có gì lát gặp lại. Đi đường đó đó. Dạ. Đi lát lỗ rồi lát lấy xe chạy trước nha. Nước chạy vô cái xe. Đây các bạn. Nông dân chính hiệu chính gốc Sài Gòn nè các bạn. Giờ đang lội ruộng dí theo đàn vịt ha. Thì mình không biết bơi các bạn, chủ yếu là mình hỏi người ta thì nó ngang đầu gối thì ok, cũng tự tin lội. Rất là cực nha bạn. Nội mình đi theo cái đàn vịt thôi đã thấy cực rồi. Đó, cho bạn thấy khung cảnh mà người ta lao động ở dưới dí hồ như thế nào ha. Bạn thấy chưa? Đây thì chim nó bay ha. Bây giờ cái anh đó mình, cái anh chủ trại dịch này thì anh có công chuyện đi mua cơm cho đứa nhỏ nó ăn các bạn. Thì bây giờ mình phải lội tới chỗ cái đàn vịt này nè để mà quay cho bạn xem ha. Có thằng cháu nữa.
dưới đây có miệng chai gì mà ghê quá. Ngang ngang đùi các bạn. Nó sâu hơn là mình chịu các bạn ơi. Nó sâu hơn là mình không có đi được do ướt đó. Ướt qua luôn. Để mình coi trên mấy cái đi ra giữa cho nó an toàn này. Đi cho mấy mé để nó có vẻ nó hơi sâu. Lần đầu đi đội ruộng mình cảm giác như cái kiểu sợ các bạn ha. Thì có mấy cái con gì ở dưới dưới chân á. Ra đây nó nông hơn các bạn. Đi mấy mé bên kia thì nó đó, các bạn thấy không? Sau lưng lại đàn vịt nè hết trơn. Nó bơi, nó bơi dọc dọc, người ta thả cho nó ăn dọc dọc vậy thôi các bạn, thả cho ăn tới chiều luôn. Đất đai ở đây thì người ta thuê khoảng, thuê bằng chứng các bạn, đang dịch thì thuê bằng chứng luôn mà. Đó, nãy ảnh có phỏng vấn ảnh rồi đó. Vẫn đang lội và hơi đuối bạn. Đó. Gần dí được bọn nó đó bạn. À. Đứng thở xíu bạn ơi. Không nghĩ là nó cực như vậy. Hên là sáng sớm nó không có nắng các bạn ha. Mình còn đi khỏe vậy các bạn. Chứ mình nghĩ tới tầm giờ trưa ha. Nắng nó lên ở ngoài đây chắc khó mà đứng mà quay phim cho bạn coi như vậy được đâu. Tức là mình còn khoảng hơn nửa tiếng nữa để mình quay phim. Đó. Bạn xem ha. Rồi các bạn thưởng thức đặc sản đồng quê Bạc Liêu nha. Khung cảnh Bạc Liêu thơ ngay. Bạc Liêu trong tim. Đấy. Có vẻ như sẽ không dí được bọn nó nha bạn. Mình đi tới đâu là nó tản ra tới đó bạn ha. Đó, nó sẽ đậu dọc dọc ngay chỗ những cái lan can à. Những cái rễ nhánh của cái thửa ruộng các bạn. Đó. Mình không thể quay cận cảnh cho bạn xem được rồi. Đây mình thử lủi qua bên kia, bên đây nó nhiều nè. Không biết nó có tản ra không. Đây quay với bạn ngược nắng nè. Đó, bạn thấy không? Trời sắp lên rồi ha. Đó. Khung cảnh rất là yên bình, thơ mộng. Đó, đặc sản ở Bạc Liêu thì có vậy ha. Còn nhiều cảnh đẹp lắm mình chưa khám phá. Từ từ mình đã xác định ở đây thì mình sẽ đi quay từ từ. Nhiều cảnh vật hơn. Đây tới đây nè, bọn nó đang đậu ở đây nè bạn. Ở đây có vẻ là đi trên cái mỏm đó thì nó sẽ nhanh hơn. Đó, nó thấy mình tới và đậu tản ra ha. Đây còn hoa khoảng 2.000 con nha bạn. Theo mình thấy là cái khó khăn nhất ở đây là nó bơi lung tung ha.
mình anh như anh chủ anh nói là mình phải rào lại. Theo như thông tin mình tìm hiểu thì cái giá cái con vịt này á là mình nhập á là khoảng 60-70 ngàn các bạn. Đó, tức là 2.000 con các bạn nhân lên ha. Ra được cái số vốn mà người nông dân ở đây người ta phải chia ra để ta đầu tư ha. Và cái khoản thu lại á là 2.000 con là khoảng 5-600 trứng. 600 trứng một ngày ha bạn, nhiều hơn. Chưa bao gồm được ăn ha. Tất nhiên là nó sẽ có những cái nhập công trong đó nữa bạn, chứ không phải đơn giản như là đây lông của nó, tụi nó rụng nè các bạn, trơn lắm bạn ơi. Đó. Mình tới nơi thì bọn nó di và chuyển qua bên kia các bạn. Đây bạn thấy ở đây nó hình như nó đẻ trứng hay sao ạ. Trời nó còn ấm luôn bạn. Đấy. Nó đẻ dọc đường luôn. Không hiểu luôn. Nó cứ để ra đi, chứ cầm theo lát nó vỡ các bạn ha. Vỡ tại đang cầm máy quay này kia nó vỡ. Đi hơi va vấp nha bạn, do ở đây nó rất là trơn các bạn. Xình lầy. Đó. Bạn đứng xa xa nhìn thôi bạn. Tại mình càng đi lại là nó càng tản ra. Không thể nào dí ra được bọn nó. Đó, bây giờ nó tản ra bên kia. Không dí được đâu nha các bạn. Đó. Ánh nắng vừa chớm lên thôi bạn ha. Khung cảnh thì không có bị chói quá. Ngứa quá. Ở đây có những cái cây ha. Cây cỏ dại nữa. Nó chích vô chân mình ngứa lắm. Đây bạn thấy. Đây đúng nắng thì nó đẹp hơn nhiều ha. Nhìn từ xa thôi. Đó, quay lên cao cho bạn nhìn. Đó, nó bơi dọc dọc ha. Chút xíu nữa có vẻ như thằng cu cháu nó sẽ là rào lại để tránh bọn vịt này nó bơi. Tại ở đây có vài người đã chăn á bạn, nó sẽ bơi lẫn lộn như nhau, lúc đó không có kiểm soát được. Ok, bây giờ đàn vịt nó bắt đầu nó bơi về các bạn ơi. Đó, mấy anh đang lùa vịt về nè. Thì mình sẽ quay cho bạn coi ha, để tránh bọn nó sợ thì mình nè. Đây mình phải đứng xa bọn nó chút xíu nha bạn. Không là bọn nó sợ, bọn nó không dám về luôn, làm ảnh hưởng công việc của người khác mà. Đó, bạn thấy bọn nó đang bơi về không? Sẽ bơi qua cái con đập này các bạn. Đó. Hay một cái là lùa một lần 2.000 con luôn nha bạn. Không sót con nào các bạn. Chứ không phải lùa là con được con mất đâu. Mình không hiểu sao mà bọn vịt này nó xếp hàng hay thiệt á. Quá tài luôn. Mình đang lội ruộng đó mà ha. Thì phải nhanh hơn bọn vịt mới quay kịp cái cảnh bọn nó đi qua bên cờ bờ bên kia. Đây. Đang đứng trên bờ đây. Xình quá chạy không kịp bọn nó. Đó, bạn thấy không? Dí theo. Băng qua một cái con đường nha bạn.
hay không bạn? Đó, cho bạn coi cảnh này. Đây là em cháu chăn vịt. Lại gần được không em? À, chạy hơi đến đây được rồi. Đó, đứng xa xa bạn, đứng gần mất công nó chạy ha. Nó chạy làm mà nó sẽ chạy tứ tung hết á. Đó, nó đi băng qua đường ha, rất là thẳng hàng. Rồi tụi nó bơi xuống dưới hồ ha. Đây bạn thấy dây 2000 mấy chục con. Chỉ đứng xa xa vậy thôi nha bạn, không thể đứng gần hơn. Nếu mà có xe chạy qua thì thằng cháu này nó sẽ ngăn cái đàn vịt lại để cho xe đang đi qua. Quá trời nhiều luôn các bạn. 2000 con. Có lần đầu tiên mình về quê mà mình thấy được cái cảnh này luôn các bạn ơi. Không hiểu luôn. Ngoài việc đẻ bọn này nó còn có cái thú vui nữa các bạn. Nó bơi bơi mình nhìn nó mình cũng thích các bạn. Anh chủ vịt bên đây nè, anh đang vậy là mình phải đón đầu bọn nó ở cái cầu trên kia, quay cho nó đẹp. Sắp hết rồi bạn. Đó. Dướng xe mà có một con nha các bạn, quá hay luôn. Đây là cái chuồng của bọn nó nè các bạn ha. Thì mình sẽ đón đầu bọn nó ha bạn. Đáng lẽ mình sẽ đứng ở giữa cầu này để mình quay xuống dòng sông á. Bọn nó đang bơi lại bạn không, nhưng mà thằng bé nó nói là không đứng giữa cầu được, bạn nó sẽ chạy tán loạn mà. Mình sẽ đứng nép một góc bạn, mình quay nó bạn. Nó sẽ vào cái lỗ này nè bạn ha. Đó, cái lỗ có mấy cái tre này đó. Nó sẽ vào cái lỗ đó, mình sẽ đứng nép một góc. Mình quay thôi. Bọn nó sắp tới bà. Đó, bọn nó chuẩn bị tới nha các bạn. Nếu mà đứng giữa cầu sẽ đẹp hơn bạn. Chắc qua bên kia cầu đi. Hoặc là đứng bên đây đi. Lựa cảnh đẹp để mà quay cũng khó lắm nha các bạn, không phải đơn giản đâu nha. Đó, mình chỉ sợ làm ảnh hưởng đến công việc của người khác thôi. Đó, người ta lùa về mà mình lại chắn đầu của bọn vịt này thì mệt lắm. Coi bọn nó biết cái đường mà bọn nó tự vô mà, hay là bọn nó bơi lố lố cái
cái chuồng của bọn nó luôn ha. Sắp tới rồi bạn, chuẩn bị qua cầu đây. Đây con đầu đàn biết đường về không nha. Chính xác luôn bạn, hay quá trời luôn, bọn nó biết đường về. Đi vô chuồng đúng cái chuồng của mình luôn. Quá giỏi bạn. Hay quá, hay quá. Mình chỉ đứng xa xa thôi nha bạn. Đứng gần thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà đứng xa xa thôi để tránh làm cái bọn vịt nó sợ. Một cái chuồng bé bé không không bạn, tầm khoảng 50 mét vuông á, mà chứa được 2.000 con vịt. Quá tuyệt vời luôn. Anh đi theo em có sao không em? Anh đi theo em có sao không? Đi được mà phải không? Đó. Đây. Bọn nó bơi tới đây là bọn nó dừng nữa bạn ha. Quá giỏi luôn hay chưa? Đó. Nuôi bọn này có vẻ nhàn các bạn. Bọn nó ngoan ha. Đây, những con bơi lên bờ thì nó sẽ là vẫy cánh cho khô các bạn ha, như trong cái bài hát ha. Đây mới được 1/4 thôi. Trên bờ là mới được 1/4, còn cái bọn lì chưa chịu lên các bạn ha. Đó, quá trời luôn, lại tập cánh luôn ha. Ôi, có con cánh hồng nữa các bạn. À, kia là cái anh chủ trại vịt ha, anh đang tức là anh đi sau cùng, anh lùa cái đàn vịt này về các bạn. Đây tuyệt vời chưa, không sót một con luôn ha. Nó cứ nhốn nháo các bạn. Mặc dù cái cũng hơi ồn nhưng mà chắc cũng không ai phiền đâu bạn ha. Ở đây nhà người ta cũng thưa thớt, chắc không ai phiền lắm đâu. Đó. Đây. Thẳng hàng, biết nhà của mình ở đâu ha. Đây có một vài đứa đi lố thì thằng bé cháu nó chọi mấy cục đá ngay chỗ đó thì tụi bọn nó sẽ lùi về các bạn. Đó bạn thấy như ông vỡ đổ không, quá trời luôn.
Đây, anh chủ về đây. Đây những con cuối cùng ha. Anh to ha, anh to chủ cho dùng. Đó, quá trời luôn. Cái video đáng giá với mình các bạn ha. Lần đầu tiên mình được trải nghiệm cái khung cảnh rất là hay. Đó, cảm ơn anh. Đó, bây giờ nó nhốn nháo trong chuồng các bạn. Rào nó lại anh chàng. Giờ phải rào cái chỗ này lại để cho nó không có chạy ra bẫy các bạn. Quá trời nhiều luôn ha, 2000 con chen chút. Tối mình cứ để vậy thôi anh hả? À. Có sợ người ta bắt không anh? Có luôn nó gạo. Rút kinh nghiệm nãy em lại sớm lắm, lại 2 giờ rưỡi. Ủa, mở cái này, cái sắt cái này nè. Đây, bọn nó trong chuồng quay cho bạn xem nha. Đó, đóng lên chui rất là con đó. Bây giờ anh chủ đi lấy đồ ăn cho vịt ha. Ngoài ăn ruộng nó còn ăn cái đầu tôm các bạn ha. Đã đi mua, trong lúc mà đi mua thì mình được rảo rảo trong cái chuồng vịt, mình quay cho bạn xem. Bọn nó sợ ha, bọn nó bị nhốt là mình không có sợ là bọn nó chạy bậy nữa. Nói chung là có ánh sáng là quay đẹp hơn nhiều. Lần đầu tiên mình thấy cái số lượng vịt mà nó nhiều như vậy các bạn ha. Đó. Lòng vịt là bay khắp trời luôn. Đi tới đâu là bọn nó nhốn nháo tới đó nè bạn ha. Mình đứng yên thì bọn nó đứng yên, mình di chuyển là bọn nó di chuyển theo. À, quá đẹp luôn bạn, chạy vịt 2000 con. Công nhận các bạn, bọn vịt này nó ngoan thật sự luôn bạn ơi. Mình lần đầu tiên mình trải nghiệm. Bọn nó bơi tới cái chỗ này là bọn nó tự động biết đường vô. Rất là hay các bạn. Mình nhìn thì mình có vẻ nhàn, nhưng lúc mình làm với người ta biết mình làm được luôn mà ha. Tâm sự với bạn xíu là cái vịt này á, người ta đầu tư là khoảng 60-70 ngàn con các bạn. Cũng có thể rẻ hơn chút xíu, 50-60 ngàn mình không chắc, nhưng mà cái giá sàn của nó là khoảng 70 ngàn ha con. Thì ở cái chạy vịt như vậy là khoảng 2000 con thì các bạn quy ra là nó khoảng là 140 triệu ha các bạn, 120 tới 140 đó. Thì mình không dám hỏi kỹ tại vì hiện nay vấn đề kinh doanh của người ta thì mình chỉ là phân tích ra thôi. Thì với 2000 con ha, mùa này là mùa mà nó gọi là nó sinh sản hơi yếu thì được 500-600 trứng một ngày các bạn ha. Và một trứng vậy bỏ ra chợ là khoảng
trên 3.000 trứng nha bạn, khoảng 3.000, 3.500 gì đó. Rồi xong rồi bên ngoài chợ nó mới bán lại cho mình ăn ha, là khoảng 4.000 một trứng đó. Đó là cái thu nhập của cái chủ trại vịt nha bạn. Thì ngoài ra họ còn bỏ vốn thức ăn nữa, cái vốn thức ăn bao nhiêu thì mình chưa có hỏi kỹ, không mà không dám hỏi kỹ bạn. Ngoài ra thì còn tốn thêm cái chi phí, gọi là cái chi phí sáng anh kể cho mình, cái chi phí gì mà cho những cái gọi là những cái ruộng hoang các bạn, nhưng mà không phải ruộng hoang, ruộng đó là ruộng có chủ hết á, tức là phải một là phải thuê, hai là phải kiểu như dùng chứng dịch để đổi lại cái thời gian mà cho vịt nó ăn ở ngoài đó các bạn ha, kiểu như thuê bãi vậy đó đó. Rồi thuê thêm một em cháu, thằng cháu nó trông vịt cả ngày nữa bạn ha. À, đó là cái chi phí bỏ ra, cái chi phí thu lại thì mình như mình phân tích là một ngày được 500-600 trứng các bạn. Thì các bạn tính được cái thu nhập của cái trại vịt này ha, đó là một cũng là một cái câu chuyện hay nha. Đây ảnh mua đồ ăn về các bạn, đầu tôm ha. Thả vô cho chúng ăn tới sáng nha bạn, mỗi ngày đều phải ăn như vậy các bạn. Tôm người ta lột vỏ, người ta lấy phần thân ha. Còn cái phần đầu với phần vỏ tôm này thì họ sẽ bán lại để cho bọn vịt này nó ăn. Và một số bọn khác nó cũng ăn cái vỏ tôm này bạn. Đó. Để coi cảnh anh cho nó ăn như thế nào bạn. Em vô luôn được không anh? Để coi xin ổng vô được không nha. Đứng ở ngoài là tiền đó, bọn nó lại bọn nó rỉa nữa bạn. Hy vọng bọn nó ăn trước khi cái những cái vỏ tôm nó bị hôi thối nha bạn. Để tách ra làm hai bãi bạn ơi, xong bọn nó giành nhau. Đây, đứng đây thì xa quá. Anh như ảnh nói với mình là tại sao phải cho ăn thêm như vậy hả bạn? Lý do là nếu mà ăn ở ngoài ruộng không á là bọn nó đẻ yếu lắm, bọn nó đẻ yếu lắm, nên phải cho ăn thêm cái đầu tôm này để bọn nó đẻ khỏe hơn các bạn ha. Mỗi ngày mỗi đẻ mà, bọn này giỏi thiệt chứ, cả nghĩa đen là nghĩa bóng luôn bạn. Nó mới về bọn nó no, nó không chịu ăn các bạn ha. Này bọn nó ăn tới ngày mai hết không anh? Không hết à? Tối hết à?
mình có chăm thêm không anh? Thấy bọn nó không ăn mà bọn nó toàn chạy không à? À dạ. Bọn nó đang no nha bạn, nó không ăn đâu. Cái đồ ăn này thì tối chăm một lần nữa bạn, chăm thêm một lần nữa. Vậy là xong công việc của anh chưa? Hay là còn phải đi chở thêm hả anh? Nghĩ hả? Tối là anh chăm thêm cho nó mấy lần anh ơi? Một lần nữa thôi đúng không? Là tới sáng luôn đúng không anh? Đó, vỏ tôm đó bạn. Vỏ tôm này 1 kg 2.000 lắm nha bạn. Đắt lắm. Cá thùng này chắc 100 kg. Cái mùi nó không có dễ ngửi à. Mùi nó hơi... cái mùi đầu tôm á. Mùi nó hơi tanh. Có vẻ để từ sáng nữa cho nên cái mùi nó cũng hơi ung ung xíu rồi ha. Tính ra bọn vịt này nó ăn đồ chất lượng đó nha hả? Chất lượng hơn bọn heo á. Nó ăn đồ ngoài ruộng, ngoài đồng với lại ăn vỏ tôm nữa mà ha. Xịn lắm các bạn. Tiền không á bạn, nó phải đùa đó ha. Đó. Các bạn thấy cái ngành chăn nuôi này nó có dễ không bạn? Mình thì thấy thú vị nha bạn. Nãy mình quên nói với bạn thêm cái vấn đề về chuồng bãi nữa bạn ha. Ví dụ như chỗ này mặt bằng nhà thì sao mặt bằng mà chưa mà không phải là mặt bằng nhà mình phải thuê hả bạn, nó sẽ tốn thêm cái khoản phí ra nữa. Con nó bơi đi rồi. Mình có bắt nó lại không anh hay để nó bơi vậy? Đó, một con nó nhảy ra khỏi ngoài. Sổng chuồng mà. Sổng chuồng nha. Để coi nó anh đuổi cái con này về như thế nào nha bạn. Lấy đá chọi thôi ha. Hy vọng không trúng đầu nữa. Anh đâu rồi? À, anh đang bơi. Anh cứ bơi đi bạn. Có vẻ như sẽ không biết đường về các bạn ơi. Mình sẽ quay một đoạn vài phút nữa các bạn. Tại cái công việc của anh cũng xong rồi đó. Bây giờ mình quay cũng dài, bây giờ cũng không có cái nội dung để quay nữa. Đó. Để coi anh bắt con vịt này sao, xong rồi mình sẽ kết thúc cái video luôn. Ha. Nhưng mà các bạn nào đã xem tới đây mình cảm ơn các bạn nhiều ha. Coi như các bạn trải nghiệm cùng mình đi. Những cái cảnh này mình cũng mới lần đầu thôi. Lần đầu ha.
từ thành phố về đây thì chỉ có lần đầu và có đi về vùng quê thì mới được trải nghiệm đúng không ạ? Ba mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên trải nghiệm được một cái trại vịt mà nó hoành tráng như vậy bạn ha. Thì mình nghĩ chắc cũng sẽ có những cái cơ sở nó lớn hơn, cái cơ sở nuôi vịt nó lớn hơn nữa bạn ha. Đó, cái sở cái vịt nó vài chục ngàn con nha ha. Thì có dịp mình sẽ... Ô bác, có duyên gặp bác hoài luôn á. Con đi quay vịt. Chào bác. Người quen của mình mà. Tết mình có về quê có gặp ổng đánh bài. Đánh bài mấy lần. Ổng vui tính lắm. Đó, anh chủ đã đi ha. Xong việc rồi đó. Qua hỏi thăm chào ông cái rồi mình đi về bạn. Cảm ơn ông Tiến. Nó quay cả từ sáng tới giờ cũng là phiền ổng hơi nhiều. Đàn vịt. Rồi xong việc rồi phải không anh? Rồi em cảm ơn nhiều nha. Rồi, có dịp em mời anh qua nhà ăn cơm nhanh 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 nhanh. Dạ dạ em cảm ơn nhiều ạ. Quá đã luôn hai ngàn con. Đó. Hôm nay là mình đã dẫn các bạn theo chân anh chủ trại vịt ha. Đi chăn dắt 2.000 con vịt. Một cái video rất là gọi là rất là trải nghiệm đối với bản thân mình nha bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình.